Senvoi.vn giới thiệu, bộ sen cây nhiệt độ ZT8146GZ sử dụng van nhiệt công nghệ SMA, chức năng khống chế nhiệt độ nước trong phạm vi 40 độ C, cho bạn có ngay nước ấm để sử dụng mà không lo nước quá nóng. Sen cây nhiệt độ rất dễ sử dụng và an toàn khi có màn hình hiển thị nhiệt độ nước ra. Củ sen được làm từ hợp kim đồng, mạ PVD, với màu ghi xám mịn sang trọng không gì, không bong chóc cho bạn thoải mái sử dụng trong thời gian dài, màn hình hiển thị nhiệt độ nước ra cùng dải đèn LED làm tăng thêm phần sang trọng và đẳng cấp. Sen cây có chế độ với nhiều đầu phun, chia dòng nước thành các tia nhỏ, với áp lực vừa đủ, giúp massage cơ thể cho máu lưu thông và tạo cảm giác thư giãn dễ chịu nhất. Tay sen với 3 chức năng phun nước, núm chuyển chế độ nằm ngay trên tay sen, giúp bạn thuận tiện thao tác khi sử dụng. Củ sen được thiết kế đẹp mắt, với bề mặt rộng bạn có thể sử dụng như một chiếc kệ để dầu gội, sữa tắm rất tiện lợi, cùng vòi xả phụ kiểu thác nước. Ngoài ra bộ sen cây nhiệt độ còn tích hợp thêm vòi xịt và rách cài cực kỳ thuận tiện cho bạn khi cọ rửa phòng tắm, đồ dùng, hay để tắm cho thú cưng. Thao tác lắp đặt đơn giản, nhanh chóng, bạn có thể dễ dàng lắp đặt. Chắc chắn tất cả mọi thành viên trong gia đình sẽ vô cùng thích thú với sản phẩm nhiều tính năng này. Thông tin chi tiết có tại senvoi.vn. Cảm ơn bạn đã theo dõi.